Xin chào toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay HRT xin quay trở lại để hướng dẫn sử dụng bản DMX512 điều khiển cho đèn LED 54 bóng khác địa chỉ đèn. Thì cái thông thường anh em thường gặp là khi không mua được đồng bộ hóa, là ví dụ mua một cái là địa chỉ A001 còn một cái là địa chỉ là D001, thì khi điều khiển nó sẽ gặp những cái khó khăn nhất định. Thì hôm nay em sẽ làm cái video này để hướng dẫn các bác điều khiển. Thì để đi vào hướng dẫn, em chia ra thành 3 mục. Mục thứ nhất là mục hướng dẫn chọn địa chỉ trên hai chiếc đèn. Mục thứ hai là mục hướng dẫn lưu cảnh. Mục thứ ba là mục hướng dẫn chạy cảnh mà mình đã chọn. Thì để đi vào hướng dẫn thì bây giờ em sẽ chọn các cái địa chỉ để đi vào cái này. Thì bên tay phải của em là con đèn này, là con A001, là con đèn của nhà em. Thì nó là con đèn đầu tiên nên em để địa chỉ cho nó là A001. Em sang con đèn thứ hai, con này là địa chỉ đèn của nó là D001. Đây là địa chỉ của nó, D001. Thế thì các bác cộng thêm 16 địa chỉ, có nghĩa là A0017. Con bên đầu tiên là 1, còn con thứ hai là 17. Và các bác có 4, 5, 10 con đi nữa thì các bác cứ cộng thêm 16 địa chỉ. Con thứ 3 là 33, con thứ 4 là 49, và cứ thế cộng thêm 16 địa chỉ. Đây là em hướng dẫn sơ lược để chọn địa chỉ cho đèn. Rồi, bước thứ hai là bước hướng dẫn lưu cảnh. Thì thông thường ấy, thông thường là khác địa chỉ đèn thì nó sẽ khó cài đặt hơn, bởi vì nó không cùng đồng bộ đèn. Các bác đợi em một tí. Rồi, để đi vào cài đặt thì cũng như mọi lần thôi, các bác bật bàn, cắm dây tín hiệu và kết nối mọi thứ với nhau. Khi bật bàn lên thì có cái hiển thị cái chữ program dấu chấm ở đây. Và bắt đầu. Con đèn của nhà em 12 là màu đỏ. Thì các bác thử lần xem, có con đèn 12 màu đỏ này, nhưng cái con D này nó lại để cái mã là 15 màu đỏ. Là con đèn số 2 này, 15 màu đỏ. Xin lỗi, em chưa kết nối dây tín hiệu. Con này là màu đỏ. Thì màu đỏ của nó trên các cái con đèn của bác ấy, các bác ấy, thì các bác thử lần xem, đẩy một cần một ví dụ như là cái con này nhá, 12 nó là cái gì này, không có gì này, 13 nó là cái gì này, nó chạy auto này, 14 không có gì này, 15 nó là đỏ này, 16 nó là xanh này, 17 này, 18 này. Đấy, thì con đèn này 15, 16 và 17 và phối màu. Rồi, em đã biết sơ qua được một chút rồi. Các bác cũng thế nhá, thử xem cái con đèn của mình nó là như nào nhá. Em quay lại con số 1. Em đẩy cần 12 lên để chọn màu đỏ cho nó. Và em lại tắt luôn con số 1 đi để bật con số 2 lên. Thì lúc này cái con số 1 đèn nó vẫn giữ nguyên, nó không tắt đi được. Em lại mở cái con số 2 lên màu đỏ. Và lúc này thì chúng ta có hai cái màu đỏ cùng nhau. Và bây giờ em chỉ việc lưu lại thôi. Ấn media lưu vào cảnh 1. Và em đang ở con số 2, em chọn luôn màu xanh lá. Em tắt con số 2 đi, bật con số 1 để chọn màu xanh lá cho nó. Lúc này hai con đang ở cùng màu xanh lá. Em lưu lại, lưu vào cảnh 2. Em chọn luôn con số 1.
là màu hồng. Em tắt con số 1 đi. Bật con số 2 lên. Hai con màu hồng. Lúc này hai con màu hồng, em lại lưu lại vào cảnh 3. Ở chế độ này luôn. Em cho nó chớp. Em lại tắt con số 2 đi. Chọn con số 1. Để cho nó chớp. Hai con cùng chớp. Em lưu vào cảnh 4. Em đang ở con số 1. Em chọn tiếp một cảnh cho con số 1. Em tắt con số 1 đi, chọn cảnh cho con số số 2 là D001, D0017. Em lưu lại vào cảnh 5. Em làm hai con đuổi nhau. Đang ở cảnh 2. Màu đỏ. Lấy màu đỏ vào màu này luôn nhá. Lưu vào cảnh 6. Em tắt em lại chọn cái con này là màu sáng hết. Cảnh thứ 2 màu sáng hết. Em tắt đi, bật con số 1 lên. Và chọn màu đỏ cho nó. Rồi, chọn màu đỏ cho nó, em lưu lại. Ở cảnh 7. Rồi, thôi tạm thời em lưu 7 cảnh nữa nha, còn một cảnh nữa. Nhưng mà em chỉ lưu 7 thôi. Thì khi mà chọn được 7 cảnh rồi, em lưu lại. Thì ấn dị chữ Bloram ở trên bàn điều khiển. Thì từ chỗ Bloram nó có cái dấu chấm này, nó nhảy lên chữ Blackquid. Ấn chữ Blackquid. Thế là ok rồi. Thì lúc này nó có 3 chế độ nhá. Một chế độ là ấn cơ như này. Màu đỏ này, xanh. Ấn cơ. Và một chế độ nữa là chế độ auto. Auto thì chúng ta sử dụng hai cần độc lập đây. Để điều khiển con đèn chạy chế độ auto. Và không thích chế độ auto nữa thì chúng ta sử dụng chế độ cảm biến theo nhạc. Là chức năng thứ 3. Em tắt chế độ auto đi. Bật chế độ cảm biến theo nhạc lên. Thì cái chế độ cảm biến theo nhạc này nó có cái thông số ở bàn màn hình hiển thị đây. Thì nó có tiếng động hoặc tiếng nhạc to thì nó sẽ tự chạy thôi. Ví dụ em đập tay này. Ok. Vừa rồi là cái video em hướng dẫn sử dụng đèn LED 54 bóng khác địa chỉ trên bàn điều khiển 52. Thì có sai sót thì các bác thông cảm. Và mong các bác like và đăng ký kênh cho em. Chúc các bác thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sắp tới.